Phước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Phước có đi một cái sự kiện này là của dì Úc Tủ, làm Úc đi tang lễ dì Úc Tủ ở bên kinh Bảy nè các bạn. Thì dì Úc này hồi xưa đó là coi như là hồi nhỏ là cũng có sống ở nhà Phước. Thì lúc Phước về Phước có hứa với dì là có điện thoại là hứa là để qua thăm dì. Mà bây giờ là trễ quá rồi, dì đã mất rồi. Thì Phước với chị Ba đi qua nhà dì Úc Tủ đi dự cái tang lễ của dì Úc. Thì các bạn hãy theo dõi Phước nha. Ok, let's go. Tao cũng hay Phước cái ở đây gì còn quyền dính thận vậy? Thì đó mình chưa mà còn dính mới chưa tới kinh chính không mà. À, ở đây có đây kinh hạ. Thì đừng có kinh chính có hẹn. Chính hả? Ừ. Chính là làm vô đúng không? Chưa, kinh bảy. Cái cầu gì chưa? Kinh bảy. Đây là cầu kinh bảy nha các bạn. Cầu kinh bảy bây giờ. Phải đường bảy vô đó. Đường bảy vô đây hả? Ờ, để coi có hỏi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Quê mình đó. Ở đây là đi vô trong nữa các bạn, vô vùng sâu vùng xa trong này nữa các bạn ơi. Thì hôm nay Phước với chị Ba mình đi cái tang lễ của dì Tủ. Thì dì Tủ là kêu người dì chứ dì Tủ thì năm nay cũng còn trẻ lắm các bạn ơi, tưởng con rắn. Dì Tủ đã bị mà bệnh tim đó các bạn. Thôi dì Tủ là tưởng rắn nè, tưởng rắn không biết nhiều. Tưởng rắn không biết năm mấy. Không biết nhiều. Tưởng rắn tuổi tỵ á. Tuổi về mấy năm bảy. Tuổi tỵ á. Tuổi tỵ rồi bà cũng còn trẻ, tại vì bà con cho nên mình kêu bằng gì thì đó. Rồi đột ngột thì Phước cũng thấy coi như là hôm Phước về á, lúc đầu về là Phước có điện thoại cho dì Tủ, thì Phước có hứa dì Tủ là đi xuống đây thăm dì Tủ mà không có xuống được, tại vì về rồi còn lu bu sửa nhà chứ rồi tới giờ thì bây giờ đã muộn rồi các bạn ơi, dì Tủ đã mất rồi, không có gặp được dì Tủ. Hello. Dạ dạ. Hello chế. Dạ. Hello hai chơi. Dạ. Trời nãy qua. Giờ nó hơi ai vậy ta? Rồi sao nãy vậy? Anh thằng Điền nó làm ở dưới với anh á. Nó điện không? Nó đi. Hôm qua nó nghỉ buổi sáng nó đi, nó làm xây thời hồ ở nhà, nó xây nhà. Rồi em nói dạo coi nếu mà không phải là em cũng nói tương tư hai trọng tư cho anh hay anh. Nó làm ở đó mà, rồi cái nó đi buổi sáng rồi chiều nó về nó cho hay, rồi cái anh nó thôi để nha, ngày mai anh chạy qua, nó chạy hứa giúp tự đưa thăm bả mà chưa kịp qua nha, trễ rồi thấy không, cái cuộc sống này nó bởi vì lẹ lắm cho đó, nên mình phải tranh thủ cái thời gian em ơi. Ờ, cũng như anh em mình không nói gấp nghẽn này, đi gấp nghẽn vậy đây đâu rồi đi chứ rồi. Em mình nó đâu có chắc đâu đi ơi, em mình đúng rồi. Dạ dạ.
Chào chú. Biết ai không? Mày nhớ tao không? Ủa ai ta? Em lâu quá không dễ gì nhớ. Em bà xin đó gọi. Hả? Bà xin à, anh Thế. Đây nè, anh Huy mày nhớ không? Dạ. Em bà xin đó phải không? Biết không? Anh thì ở 2014 nè phải không? Dễ không? Nhớ cái mặt mà em không biết nhớ tên. Lâu quá không gặp phải không? Rồi anh Huy gì đó đọc với tao. Lâu quá không gặp chú. Em chồng bà xin đó. Vậy hả? Em của anh Hồng. Hồng Quân Viên. Có qua anh ơi. Con. Anh tên gì? Thi đó là ngôi ra. Thi hả? Chụp hình đó không? Giờ đó còn nhớ mà. Tự dạo mập quá. Đâu mà hồi đó đâu có bận gì đâu. Mỗi lần xuống là nó dẫn ra đường Kinh Nam Cha ở ngoài đường Kinh Bắp Đâm đó là ra đó là nhậu với tôi được. Phước có hứa với gì là mình qua đây thăm. Quay cho nó nghe nè. Mấy đứa dép nè.
Ở bên đó là một, có hai bên đó. Hai. Nhà bà già. Nhà bà già hả? Nhà bà già ở đâu? Là sao hả? Con về là hổm gầy là được 6 tháng rồi. Về ở luôn kia. Về ở luôn rồi vậy vậy. Con hổm gầy, con hỏi thăm nhà của gì á, thì con hỏi hổm điền á, nó nói là bên đó kinh ba mà không biết khúc nào đâu, đâu gành đâu. Kinh ba con chạy bển, con qua cầu kinh ba đó, có chừng 200 ngoài thước. 4.000 đó. 4.000. Ê anh ơi. Ê. Không mới quay. Ngồi nói chuyện gì chính đi chứ. Sao nhớ là quá trời lâu vì chín còn gặp con ngoài rồi bà này đâu có gặp đâu. Này bà vừa chở bển nè, bà vừa chở bà chở bển nè. Quá trời lâu tôi nói vậy đó. Bình thường á, cả chuột á, đúng không? Dạ. Mấy à, cái gì nói về chuột chứ? Ở chỗ nào ra biết cái này không? Dễ gì mới nhớ không? Sưng sưng con ta cái đồng nhân đó, sưng đồng nhân một lần á. Lon nha rồi đó. À vậy hả? Sưng nha. Ở Kinh Anh đó mà nó không biết anh rồi. Ba luôn. Ở cái nhà gì? Về hả? Về hai chồng. Ở nhà của chính nhà mình luôn. Thôi về đây. Về. Chị này là chị Ánh hả? Già hết trơn. Nó còn già hết trơn. Em cầm cái này để em quay giùm anh đi hai chân. Cầm để em quay cũng được. Dạ, còn dễ không? Từ từ thôi. Dạ, từ từ quá. Có vợ của con kia. Thì hồi xưa con cưới vợ mà chị ấy vậy, em cứ làm đâu ấy tính được cái đổ cho ông có nói mười mấy năm mà con gái con bây giờ năm nay nó 17 tuổi rồi, chia tay 17 năm rồi. Người vợ nuôi ha, vợ nuôi. Dạ. Rồi tới giờ chưa có lại nữa? Chưa chuyến này về các nhà rồi, bữa sau rồi bữa sau rồi lại rồi coi đây là con chị chúng ta không phải con chị vậy chúng nằm đi không bây giờ nó phải như hồi xưa chị về từ giao thông đồ là Việt Nam mình điện đài hơn ngày xưa quá trời rồi. Hồi xưa là đường lộ sình, không có điện để xài đèn dầu không à. Bây giờ mình quá trời nước, mình quá trời ngon rồi. Hai chú nữa là các bạn ơi, hai lý đi tới đằng đó rồi đi xuống với ai vậy hai lý? Em đi với đấy rồi anh này là con chú Út luôn hả? Út Đông luôn hả? Nhỏ hả? Nhỏ Út hả? Thì là chú Út có ba đứa là hả? Có ba đứa gái tầm đứa tú thì có gặp chỉ Út nhỏ Út hả? Nhỏ lên trong nhà hả? Vậy là ba đứa thôi. Còn hai gì thì bốn đứa gái. Gì bốn đứa gái? Có ba bốn rồi. Vậy hả? Gái không hả? Bốn đứa gái mà gái Út chính là năm nay nó cứ ngọ ba mấy rồi. Vậy hả? Gái Út là ba mấy rồi? Có chồng chưa? Có chồng hai đứa con rồi. Vậy hả? Đây được sáu đứa cháu ngoại rồi. Có nhỏ thứ tư là nhỏ thứ tư chưa con. Có chồng 12 năm rồi. Thơm đi chung với con hay gì? Đi chung mà còn chở xe ra. Ủa dạ vợ Thơm hả? Hello em. Hello. Biết mà. Dạ Thơm biết, bữa hổm có đi đám ở trên cầu Hai Hồng á gặp. Biết không? Lâu rồi hả? Lâu dữ rồi đó. Hồi đó đưa bạn đi ai còn Thơm mệt đi ai? Đưa dâu đó vợ luôn 37 năm rồi đó, anh phải nói nè, nói chưa kịp thăm bà đó, đưa bà đó đi đưa vợ
tới giờ luôn mới qua một lần nữa. Đi đây nữa. Không, hồi hồi đợt đó có gặp một lần là ở bên nhà của đám đám dỗ của Dương Bảy á. Ở nhà của chú Bảy á. Ờ đúng rồi, đợt đó có gặp một lần cũng cái này cũng mấy năm rồi. Lâu rồi. Còn bữa hổm con mới về, cái con có điện qua đó, bữa đó là đám dỗ nhà của hai the đó, ba the á. Ờ the. Cái Út Đông qua, Út Đông cho số điện thoại, cái con điện con nói chuyện với dì Đủ. Thì con nói để con rảnh rồi con đi qua thăm dì. Thì về lại quầy sửa nhà rồi tới giờ lúc tháng kia thì trời mưa. Rồi bắt đầu sụp qua con sửa nhà luôn vòng vòng tới giờ đang còn đang sửa nữa đó. Chưa dạ đang làm. Rồi cái bắt đầu lấy quay gì thấy không? Rồi không kịp. Đâu có kịp qua thăm bả đâu, nói để nhà cửa thì xong xuôi con sẽ đi một vòng thăm bà con rồi hết. Dạ. Ra tiệm đâu. Dạ. 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 Thì đó bây giờ phương tiện giao thông nó thoải mái rồi, không có đi hồi xưa chèo xuồng mà nó còn ngán đi giống ngộ vậy đó. Đánh này nó mới chụp lại giống này là giống nè, giống mấy cái mình trước là út mình nó ốm lắm mình mới thôi. Đúng rồi, chị nói gì khó luôn á. Rồi giờ dì Mai bây giờ ở đâu vậy mà dì Mai? Là tại trời giống bà Minh Thịnh rồi. Trời trời. Nếu mà cái này tấm hình này giống nè. Con có lên con gặp cậu Bảy. Cậu Bảy hổ. Đó đó cậu Bảy giờ con mới vô gặp cậu Bảy không? Chưa vô ổng không ngủ vô mà chưa vô. Dạ dạ dạ. Chỗ cậu Bảy đây dọn qua tới dì Thắm. Ổng với bà là bán ở ngoài chợ đó. Con ghé đó. Con đi quay phim trên đó đó, quay phim cái chợ kinh hai á, cái vô đó rồi gửi quen cái em kia bán ba cái rau cải rồi đó, rồi cái em đó mới cho Zalo, cuối cùng con mới hỏi thăm, hỏi ừ cái bà bán cái bên đó, bà nói là biết anh kìa, cái bà con vậy đó. Được cái mẹ vậy nó kêu đi theo. Con mới hỏi là tên gì nó. Thôi vậy mày ổ. Vậy là đang rồi, đúng rồi bà con đó. Thì bữa nào anh lên ghé là thăm. Nó lần mới vừa lên nghe ghé thăm. Mà nói chuyện rồi với cậu. Vậy đi mà ủa vô. À, cậu Bảy có qua không Tâm? Cô Bảy qua mà cô Bảy bệnh. Qua đêm đó. Qua đêm đó rồi mệt thì tại mình đi xe nhỏ đi đường kinh Bảy thì mình chạy xe ba. Lộ lộ quá. Lộ mà xe mình đi được vô. Mà tại mình đi xe nhỏ này mình lại chung á là làm thi công bằng xe xe lớn vô kinh Bảy á. Con đi vô đường nào? Giờ xui ra vậy chưa? Nó đang công trình. Nó đang công trình vậy là nó mới lại đổ rồi. Nó treo cái hồng bên trong nằm. Nằm đó là bà trai nó cũng có nói với mình là có cái công trình gì trên. Bây giờ nó cũng ở dưới này hết trơn. Qua các bất cạn đó luôn. Lấy tiền luôn đây luôn. Ở vòng vòng dưới này trên. Không, một hơi thằng kia nó chạy đi qua bển lại. Em cái này chạy. Lỡ qua cậu rồi, giờ nữa ấy mà chạy rồi. Nãy em tính ra được cái là có cái xe của cây xăng ở nhà nổi luôn. Có mới để bạn là nó không cho đi đấy. Nó đang lấy xe nhỏ đi. 6 năm rồi, nhỏ 5 tuổi. Nó bé hai bên đang giữa làm gì ta? Hả? Nó lộn lại. Nó cái bơm cát lên á. Anh chậm lâu rồi. Nó lộn cộng với câu luôn rồi. Chị thấy cái lộ cũ rồi, chị ra chạy xuống đây không? Biết rồi. Nó lên nè. Thấy nó bé hai bên. Ờ, nó lúc này khỏe không? Cái độ nó khỏe mà bà cũng có. Bà kia cũng thu rồi. Vậy nên em vừa mà có. Đây là em Tú nè, Tú là con của dì Út. Em Tú là lớn nhất hả Tú? Rồi tới thằng em trai nữa hả? Em trai, tới nhỏ gái thứ ba rồi. Gái thứ ba luôn. Ba gái. Còn nhỏ gái thứ ba nãy giờ anh chưa thấy. Nó đi rước thứ hai nó chưa về. À. Có những cái chỗ ba đứa gái không? Ừ. Lâu thôi đó. Là không cũng giống cái mặt như vật cái gì hello hello ờ mà mở tư dạ 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 thứ sáu hả? Trời ơi trời. À, thứ sáu rồi. Thứ sáu. Ừ. Dạ 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 con chào. Trời con, chào, con khỏe hả? Dạ dạ. Quên Ánh đâu vậy? Chị Ánh ngồi ngoài đó. Nói chuyện chứ hả? Ừ. Dạ. Trời dạ. Vậy? Có chị Lý mới tới. Lý với vợ giận thùm. Dạ. Dạ. Hai Lý với vợ giận thùm.
Trời ơi, trời ở chừng này không có vợ, có con gì. Thì con cứ mới về con được 6 tháng rồi, để con sửa nhà, sửa cửa rồi xong hết trơn rồi. Cứ vợ phải không? Dạ, chứ giờ cũng nó chưa, ngoài rồi, nhờ mở Tư rồi giới thiệu nữa. Mở Tư gắn giúp đi. Cho có bạn được. Hoàng có cái... có người ăn cơm chung chứ. Hoàng cái già mà không gặp gì Út rồi. Nhưng mà giờ về ở chủ hình đây luôn, nghỉ đây đó. Thì mình kiếm trong quê rồi thôi, nhưng mà dễ thương rồi được rồi. Giờ còn ở gần ở nước ngoài. Ở nước ngoài. Ông bà chết chân rồi. Ở đây luôn rồi đó. Có vợ rồi. Chia tay mười mấy năm rồi. Đứa gái nó 17 tuổi rồi. Bán gì? Hùng thường đi chơi đâu? Ở ngoài chợ á, vậy đó rồi. Dạ. Con kêu bằng gì hay là mở gì hả? Dạ. Ở ngoài chợ Vĩnh Thuận á. Dạ. Thì chuyến này về thì là con ở về đây trong này, con trụ trì trong này rồi coi mồ mả đốt nhang rồi trong này. Dạ. Về nó người ấm nhà bà trong dạ. Dạ. Đóng cửa này. Gì hả con? Nó kêu cô chị hai bằng cô bảy hả? Vậy là cô. Cô bảy ở chợ Tả Chảnh. Đúng rồi. Năm nay rồi ta. Anh năm nay là 53 rồi. Trời ơi, mấy năm mấy tuổi sao mày nãy nói vậy? Trời nó ba mấy tuổi, trời nó ba năm mấy. Thì thằng Điền con của chú Bảy á, nó làm mà sửa nhà con ở bển á. Vậy đó hả? Rồi sáng hôm qua nó nghỉ làm, nó chạy qua đây nè. Rồi xong nó mới chiều nó về nó ghé rồi nó mới thông báo á, mới nói cho hay. Bữa nay nó có bằng con không? Nó qua đây. Bữa nay có, nó có làm. Vậy tôi nói nó là nó ba mấy. Cô Sáu nói con ba mấy hả? Rồi cảm ơn cô Sáu nhiều nha. Thôi con để con đi quay một vòng cái ha. Con đi đi. Hello, bây giờ quay cái này đưa lên TV luôn nha. Đẹp quá, người ta nước ngoài tới về nó hốt rồi sao. Cái này là anh đưa lên YouTube luôn á, cái kênh của anh là Phước Canada á. Dạ. Cái này là Út Thu nhớ Út Thu rồi. Lâu dữ rồi, con cũng đâu gặp con đâu. Dạ lâu dữ rồi, mấy chục năm rồi. Cô khỏe hả cô? Cô khỏe con ơi. Dạ. Có cái này coi ông nào ở bển là cái kênh này là mấy ông nước ngoài coi được. Ông nào coi được là gả luôn. Anh đừng gả tôi à. Cái này là cháu của cô hay gì cô? Cháu con dâu Út con mà. Dạ. Nước ngoài. Dạ, anh nấu ướt rồi, nhìn đâu ai ra ai đâu. Hả? Anh biết tôi à? Mấy chục năm rồi đâu có. Anh biết tôi à? Đâu có nhớ đâu, bây giờ không thấy nè. Hả? Thấy á. Dễ gì nữa. Con cô Năm đó. Trời ơi trời. Con cô Năm hả? Năm đó. Anh quên hả? Dễ gì nhớ, có gặp đâu, mấy chục năm có gặp đâu mà nhớ. Vậy lâu quá rồi, nó lâu quá rồi. Nhớ được. Hồi đó chắc còn là chút béo hả? Hồi nãy anh đi, hồi lúc chị em lớn tuổi hơn anh đó, anh biết. Bây giờ em nhiêu tuổi rồi? Em 54 tuổi rồi. 54 hả? Tuổi con gì? Tuổi tức hả? Anh tuổi con gà. Anh tuổi con gà. Anh tuổi con gà ra nó 53. Thì người ta tính tuổi Tây mà. Ai mà tính tuổi gì? Tuổi Tây anh cũng 54 hả? Vậy hả? Tuổi Tây anh cũng 54, anh 54. Anh 55 rồi đó. Ăn gian không được bỏ. Ủa là bà đặt gà nó còn trẻ nữa. Ăn gian để cho nó trẻ lại phải không? Chị lấy bánh thứ mấy à chị? Lý thứ hai. Lý thứ hai. Con cậu bảy á. Em là Thí hả? Dạ. Rồi đây nè em Thí, giờ em là giờ chồng con rồi sao? Chồng em có chồng có được ba đứa con. Vậy hả? Dạ có cháu ngoại rồi. Có cháu ngoại rồi hả? Vậy còn gì nữa đâu mà sợ đưa lên mấy ông kia ông về ông hốt. Hốt uổng lắm. Hốt sợ quá. Ở đây là ở quê mình nè các bạn ơi, thì đập nước cá để ướp mà thịt đồ ở đây nè. Để cho giữ đồ lạnh á, giữ đồ lạnh cho thức ăn nó tốt quá các bạn. Đó, ướp thức ăn. Có lại này không ạ? À? Dừa nè, các bạn, dừa nè. Cái dừa lùng lùng không ở đây.
Ở đằng sau này có gì nữa không em? Đây hả? Còn quay mấy cái dừa. Dừa thấp thấp thôi là đã quá. Bây giờ Việt Nam mình trồng dừa thấp thấp gì không nè các bạn ơi. Đó. Hello, hello mấy anh thợ. Rửa xe ha anh. Rửa xe anh ơi. Ở dưới này cũng nuôi vuông rồi dưới này. Dưới đây là nước mặn ha, ha em. Ở đây có nuôi tôm rồi, dưới này có nuôi tôm rồi không? Nuôi tôm hả? Tôm trồng lúa. Tôm trồng lúa đây. Cũng giống như trên mình. Sợ gì chưa rồi đó. Để rửa còn mũi kia nó phá cho con mũi kia nó bị rửa. Còn đi mới về thì anh quay anh làm YouTube á em, cái kênh của anh là Phước Canada đó, nếu mà về có rảnh em bấm lên đó em coi á. Quay người ta người ta vô người ta mà kêu bằng cái hợp đồng người ta đưa qua bảnh gửi chén á, gửi chén bảnh là tiền không á, tính giờ mà gửi chén bảnh là tiền không á em. Gửi chén ở bên nước ngoài là tiền không á em, tại vì tính giờ mà. Em là chồng của ai? Đó, chồng. Tú hả? Dạ. Chồng của Tú sao? Đợt hổm mà đợt trước có gặp ở bên nhà của em Tư phải không ta? Chiến từ chiến rồi đó em dạ. Nấu á. Dạ. Đám mà lúc đó đám của My hay gì đó. Dạ. Nó ta bắt thăm được cái này không quay, quay nhỏ cái chén. Quay hết rồi luôn á. Mới đầu mình quay từ dưới cái rửa chén đưa lên dạ. Trên này rồi. Đó. Quay từ dưới lên trên chứ. Như là whip lại. Tưởng nó quay từ dưới lên trên hả? À. Đây nè bắt mâm nữa các bạn ơi. Đó. Đẹp không? Mà người bắt mâm cũng vẫn đẹp luôn. Trời hay đó. Rồi dạo này có thường đi nấu đám được không em? Dạ thường. Vậy hả? Dạ. À. Rồi có danh thiếp gì không để anh quảng cáo của em lên luôn. Cái thẻ mà số điện thoại rồi đó. Dạ dạ dạ. Em bỏ đường này để. Dạ chút nữa em lấy ra anh quay anh đưa lên luôn ha. Dạ, quảng dạ. Cáo luôn. Số điện thoại rồi luôn, có gì ai muốn đặt đám tiệc rồi đó thì người ta liên hệ với mình. Cái này cắt thuận đá luôn không? Cắt đi. Năng này á là ở nước ngoài không có năng này đâu các bạn ơi, ở thành phố còn chưa chắc có nữa đó. Cái năng này ngon lắm các bạn. Anh qua nãy giờ chắc cũng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi về. Anh với chị ba đi qua. Dạ. Nhỏ thứ ba nè. Nhỏ này thứ ba đó hả? Thứ ba hả? Nhỏ này đẹp. Em đẹp gái quá nha. Hello em. Để vô quay mặt con trái em quay với hơi trắng đó. Nó này nó trắng dữ ta, trắng dữ. Em tên gì em? Lên. Em tên gì? Cẩm Lên. Cẩm Lên hả? Nổi tiếng. Quay lên là hot girl luôn đó. Ngọc Hân đó trời. Ngọc Hân. Kết bạn nhìn nè. Ngọc Hân đúng không? Đúng rồi. Vậy hả? Ngọc Hân á. Zalo chứ bên Zalo. Bên Zalo Facebook em. Zalo hả? Chiếc này đưa Ngọc Hân lên YouTube luôn á.
Để quay nó cái gây mơ mốt gây, gặp lại nó để nhớ chứ không thôi à không nhớ. Hello, hello, con tên gì? Giang. Giang hả? Dạ. Rồi rồi cho chú chào con. Dạ. Đi rồi không mà anh chứ anh em tại vì anh kêu mẹ con mà bằng cô rồi. Bằng cô rồi. Anh rồi. Chào Giang ha. Thì cái kênh YouTube của anh là Phước Canada. Nào rảnh bấm vô là anh coi được á. Ở đây cũng có dòng sông rồi giống như ở bên nhà Phước vậy nè các bạn ơi. Dòng sông hôm nào còn nhớ không em. Ồ đây có cái máy này inox nhiều quá ta. Ở dòng sông ở bên kia là cái lộ đó hình như là cũng nhỏ mà xe hơi chạy cũng vất vả lắm rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ Phước Canada xin từ giã mà các bạn ở đây nha. Rồi anh đi về mấy em ơi. Rồi cá này cá gì cá thu á em. Anh về anh khỏe nha, cảm ơn anh nha. Cảm ơn mà mấy em lại làm ăn cho anh ăn nè, cảm ơn nhiều ha. Rồi ok, thôi bye bye ha. Rồi. Rồi em ngồi đây rồi. Em ở đây ha. Rồi rồi. Rồi anh về ha. Dạ. Ừ. Đổ bỏ à, mọi chỗ em có ghế em ra đâu. Hello, hello. hello, hello. Mở cười. Anh phải. Hả? Anh muốn về ha, anh muốn ở. Anh muốn về ha, anh muốn ở. Vậy hả? Có chân chồng nó dở banh này luôn. Rồi ok, Phước xin tạm biệt cô chú anh chị nha. Ok, bye bye. Các bạn ơi, hiện giờ Phước với chị ba đi ngang cái đây đã gọi là phủ thờ của bác này các bạn ơi. Phủ thờ bác. Đây, 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 mình vô đây mình quay trước cái cổng chỗ này. Đứng dừng lại đây mình quay một chút ha. Đó, đây là phủ thờ bác này các bạn ơi. Hồi xưa tới giờ Phước có nghe nói mà không có biết cái chỗ này, bây giờ bữa nay mới đi tới nè. Đó, phủ thờ bác á. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, từ trần ngày 2 tháng 9 năm 1969. Trên đường đi thì Phước ghé thăm em Nguyễn Thị Út nè các bạn ơi. Hello, chào em. Chào anh. Là bữa hổm em quay là cái quán này đây của em đã. Rồi, uống nước dừa đi em ơi, uống nước dừa đi cho nó mát. Rồi, cái quán này cũng lý tưởng quá ha. Rồi. Không bàn toán có ghé đây không em? Alo. Hello em, anh đang ở quán. Anh đang ở quán của chị Út nè. Chị Út Kinh Bảy à? Kinh Bảy nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Chị Út Kinh Bảy. Hả? Thấy chưa, thấy chưa không? Vô thăm chị Út chứ để mà hứa với chị mà không vô rồi chị nói biết chị nào vô. Nói ảnh hứa mà dễ gì ảnh vô. Thì anh chờ có dịp anh mới đi được tại vì anh cũng đang xây nhà tùm lum đó. Thì hôm nay có dịp cái anh đi anh ghé luôn. Đây nè anh chàng trai miền Tây này các bạn ơi. Hả? Sao em? Thấy chị Út em sao? Dễ thương không? Dễ thương quá. Nào về. Ghé Cà Mau mà. Hay đó. Rồi em vô quay chợ Phủ Thờ vậy. Anh mà đi đám tang trong này em ơi, đi đám tang. Nào về. Rồi. Đám tang của chú vợ chú Út Đông. Vợ chú Út Đông. Rồi em đang chở mà ai sao đơn vậy? Bí mật hả?
Rồi thôi vậy em đưa hai đứa con đi học hả? Hả? Rồi nó tâm sự với bà Út đi. Có chị ba nữa nè. Hết tay chào rồi. Chơi nè. Hết tay chào rồi. Rồi ok vậy đó em, ok bye bye em ha. Bye rồi. Ok bye bye em. Chơi. Gọi thôi thôi chút nữa rồi gọi kỹ lại. Gọi thêm tập 2 phải không? Xe để xuống này. Cái cầu này độc lạ lắm á các bạn ơi. Cái cầu này là thuộc thì cũng còn ở quận Vĩnh Thuận nha các bạn. Cầu này cầu cầu Gánh Hà. Cầu Gánh Hà. Thuộc quận Vĩnh Thuận. Rồi quá sướng giao tới trong này luôn kìa. Nhật tư. Cầu Gánh Hà. Giống cầu ngon lành luôn á, đâu có vấn đề gì đâu. Hello các bạn ơi, Phước xin kết thúc video tại đây nha. Bây giờ Phước và chị ba đi về. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe. Nhớ ủng hộ Phước, bấm vào ngón tay like, bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bật chuông thông báo nữa nha các bạn, để cập nhật video tiếp theo của Phước. Xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Ok, bye bye.